Vâng, xin chào anh em, quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Auto Daily Review cùng với Hùng Xe Cò. Và lời đầu tiên trong năm 2019 thì thay mặt cho toàn thể ekip của Auto Daily xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới thật dồi dào sức khỏe, niềm vui và thật nhiều hạnh phúc nhé. Hạnh phúc bên những chiếc xe là những hạnh phúc thật tuyệt vời. Và có lẽ chương trình đầu tiên của năm 2019 thì Lê Hùng xin gửi tới quý vị và các bạn một siêu phẩm của Lexus. Đấy chính là mẫu LS500. Còn mẫu LS500H nó nằm trong bên kia. Đấy, nó nằm bên kia. Và các bạn hãy quan sát xem, cho một cái màu đỏ, đỏ nâu. Màu đỏ này rất đẹp. Màu đỏ này mình nghe nói là khách đến nhìn là ưng là đặt luôn. Màu đỏ này có cái hay là hôm nay thì trời nó hơi mù thì chúng ta nhìn cái màu nó hơi chìm, nhưng mà nếu mà có ánh sáng vào thì sao ạ? Rất lấp lánh. Bây giờ mình sẽ thử, không có ánh sáng mặt trời thì mình sẽ thử một cái ánh sáng đèn. Đấy, phản chiếu lấp lánh, cực kỳ đẹp luôn, lấp lánh như những viên kim cương. Và có lẽ là LS500 đứng ngay bên cạnh Lê Hùng bây giờ được bán với giá niêm yết là 7 tỷ 080 triệu. Và nếu như đăng ký vào thì nó loanh quanh nó cũng phải hơn 8 tỷ. Có nghĩa đăng ký mẫu xe này với phí trước bạ, với các chi phí khác thì chúng ta đi một con CRV hoặc là CX-5 gì đó. Và có lẽ là các bạn hãy xem, Lexus bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Nó đã không còn những cái thiết kế đơn sơ mộc mạc như những chiếc Toyota nữa, mà bây giờ nhìn rất sang chảnh. Nhìn nếu như mà tôi sở hữu nó thì nghĩa là tôi là người có khá khá tiền đấy, nếu không muốn nói là rất nhiều tiền. Và bây giờ điều đầu tiên, chi tiết đầu tiên mình muốn nói tới đấy chính là phần lưới tản nhiệt. Đây, phần lưới tản nhiệt hình chữ L và ngôn ngữ thiết kế L Finest. Nhưng mà thôi, mình nói tiếng Việt thôi, L, ngôn ngữ thiết kế chữ L trên khắp xe. Nếu các bạn hãy quan sát trên từng xe mà xem, chữ L này, tất cả là chữ L ghép lại này, L L L L L đấy, L hết. Nếu mình có nhiều chữ L ghép lại có khi cũng có chiếc Lexus đấy. Cái lưới tản nhiệt này nó rất hay nhá, rất tỉ mỉ. Đây các bạn có thể quan sát này, từng cái đường của nó cực kỳ tinh tế, chắc chắn và đẹp. Nhưng ở mỗi góc nhìn bạn sẽ có một cái sự phản chiếu ánh sáng khác nhau. Tôi sẽ thử áp cái mặt vào xem các bạn có thấy mặt mình nó có nhiều cái ánh sáng phản chiếu khác nhau hay không. Vâng, ở đây dưới đây là một cái camera trong cái hệ thống camera 360 độ. Và hệ thống cảm biến thì đương nhiên rồi, lưới rất là đẹp. Đèn thì hai đèn LED, full LED luôn. Mỗi bên là 3 beam có đèn chiếu góc. Cái đèn của Lexus này nó rất là hay. Thực ra người Nhật rất là hay, họ quan tâm tới những người không đi xe, ví dụ như tôi đang đi bộ mà một ông lái xe kia trong kia chẳng hạn, thì khi tôi nhìn vào như này nhá, nhìn thẳng này, nhìn các góc đó, hoàn toàn không bị chói mắt, rất hay. Người Nhật phải nói là nhân văn. Và có thể nói Lexus LS500 này là một sản phẩm hội tụ hai cái yếu tố mà tôi xin miêu tả bằng những cái từ rất ngắn, đấy là giá trị của công nghệ và giá trị truyền thống của người Nhật. Mà cái điều đầu tiên thì Hùng muốn chia sẻ đấy chính là gì? Chiếc nắp capo này. Chiếc nắp capo này nó được làm bằng nhôm ạ. Và nó có một bốn cái pop up ở dưới lên. Khi mà nếu như chúng ta va chạm mạnh với người đi bộ thì hệ thống pop up nó sẽ đẩy cái nắp capo này cao lên. Đó, và nó sẽ đỡ chúng ta. Đấy, nó đỡ chúng ta để tránh cái phần va chạm với máy. Vâng, máy thì toàn thép thôi, đau lắm. Nắp này bằng nhôm nó đỡ cho mình một tí. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bật lên nhé, bật lên cho anh em xem. Đấy, nắp rất nhẹ, ngay cả đến tấm cách âm cách nhiệt này nó cũng êm này. Máy đẹp chưa? Ôi, khoang máy của Lexus bây giờ phải nói là đáng yêu. Đây, bốn cái pop up mình muốn nói ở đây ạ. Đây, hai cái nằm đây và hai cái nằm phía sau kia. Đấy. Bản Lexus LS500 này thì sẽ dùng động cơ twin turbo 3.5 V6 và hộp số tự động 10 cấp. Và riêng động cơ này phối hợp với hộp số 10 cấp nó mang lại khá nhiều trải nghiệm. Nếu như ngày xưa Lexus là lái êm mượt gì đó thì bây giờ Lexus cũng rất thể thao. Phần đó thì nằm trong phần trải nghiệm. Và xin phép hẹn anh em, quý vị và các bạn trong một chương trình nào đó được lái xe này, khách mua rồi, không được chạy thử. Đó. Nhưng chưa hết nha các bạn. Chưa hết. Vâng. Người Nhật cực kỳ tỉ mỉ. Các bạn hãy xem. Các bạn đứng ở góc nhìn đó, các bạn chắc chắn sẽ không thấy được cái tấm gạt mưa này đâu. Nó đã được thiết kế chìm rồi, nó có mấy tác dụng.
như thế này. Một là về thẩm mỹ thì nó đẹp là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai ấy là nó sẽ giảm được cái độ ồn. Lexus thì luôn chú trọng đến cái vấn đề là êm, sang nhưng mà phải êm. Đấy. Nhanh nhưng cũng phải êm. Đấy. Nhưng đặc biệt là cái này nó cũng mang tới cái sự an toàn nha các bạn. Nếu như người đi bộ bị đâm, xu hướng người sẽ bị lộn lên như thế này. Và giả sử rằng tấm này nằm ở trên này thì nó cũng có khả năng gây sát thương. Và thôi bây giờ tôi giấu chìm đi cho các anh an toàn hơn. Đó. Thưa các bạn, Lexus LS500 thì sử dụng cái hệ thống khung gầm mới GAL. Đấy. Kiểu gì cũng phải liên quan đến chữ L cơ. L. Vâng. Thì dùng thép các có cường độ cứng cao, chưa có nhôm. Sân xe chưa phải là nhôm nhưng mà thép cường độ cứng cao. Và các bạn có thể thấy này, cái cột chữ A nó rất là bé. Và cái phần thân trên của nó ấy là mảnh. Cái mảnh này nó vừa đảm bảo cái độ cứng của xe đương nhiên rồi. Riêng cái phần này thì có lẽ đốt rất nhiều tiền của các hãng khi mà R&D nghiên cứu phát triển sản phẩm. Nhưng đặc biệt cột chữ A này cũng gây rất đau đầu cho các hãng khi mà nếu như nó bị to quá thì là cái điểm mù. Và như các bạn đã biết rồi, đã lái xe rồi, rất nhiều các mẫu xe mà có cái trụ lớn này thì điểm mù nó sẽ dễ gây mất an toàn. 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, vẫn dư một chút. Lexus LS thì có chiều dài cơ sở nó hơn 5m2 một chút. Chính vì lẽ đó cho nên cái không gian rất là rộng. Và các bạn hãy xem cái phần thiết kế của Lexus LS500 bên thân xe này nhá. Thì mẫu xe này có cái trọng tâm quả sáng gầm xe á, thấp hơn đời trước đó khoảng, chính xác là khoảng 25mm. Và xe này thì sử dụng bóng hơi rồi. Những cái điều đặc biệt á, là phần đầu á, thì thấp hơn xe trước khoảng 30. Và phần đuôi có thiết kế Cooper. Nó mang cái ngôn ngữ, cái triết lý thiết kế của hơi thở thiết kế của mẫu LC500, mẫu rất là Cooper ạ. Và phần đuôi nó cũng thấp hơn khoảng 41. Chính vì vậy cái xe này nó có cái dáng rất là trường. Như các bạn hãy xem này, thiết kế L-Finesse nó không chỉ là đẹp mà nó còn mang cái giá trị về cái mặt khí động học. Khi mà toàn bộ cái thân xe nó đều vuốt theo hình chữ L, đến cả chiếc gương này cách điệu cũng vậy. Gương này hai màu rồi. Đấy, rất là đẹp. Đâu, gương này là màu đen sơn khác màu thân xe. Đấy, nó vuốt tuốt ra đường sau. Đó, toàn bộ là L-Finesse nhá. Và thưa các bạn, đối với một cái mẫu xe thì cái khu vực trụ chữ A qua cái khe gương này là cái khu vực gây ra nhiễu và ồn nhất. Thì Lexus đã xử lý cái phần này rất tốt, cho nên Lexus, nhắc đến Lexus chúng ta hay nói về cái sự tĩnh lặng. Bởi vì chính cái sự tỉ mỉ và cái sự kỳ công trong việc nghiên cứu. Và các bạn nếu như đã đọc các thông tin thì một chiếc ghế người ta làm ra nghiên cứu mất 4 năm. Và ngay cả những cái chi tiết ốp trên mẫu LS500H ấy. Vâng, một cái ốp trên cánh cửa thôi nghiên cứu mất 4 năm. Đó, sự tỉ mỉ của người Nhật, sự kỳ công của người Nhật là như vậy. Và tại sao Lexus ồn? Đấy, những cái chi tiết như là vành này cũng vậy. Vành này là dùng công nghệ đúc rỗng chân không tại một số các cái điểm trong này. Nó không phải rỗng cả nhá, rỗng cả thì nó sẽ yếu. Nhưng mà cái công nghệ đúc chân không này nó có một cái giá trị rất là hay. Đấy là nó không hấp thụ nhiệt và hấp thụ ồn. Và đồng thời là nó giảm tất cả những cái độ ồn đi. Vì sao mà Lexus đi êm lắm. Và hệ thống treo này thì hệ thống treo khí nén rồi. Hệ thống treo trên Lexus thì tôi nghe quảng bá rằng là cái tần số, cái tần suất điều chỉnh gì đó là nó khoảng 650. Vâng, đi trên đường đá dăm thì nó sẽ điều chỉnh một kiểu, nó điều chỉnh một kiểu. Đi trên đường cao tốc nó điều chỉnh một kiểu. Vâng vâng, cái tốc độ điều chỉnh nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề mà tạo ra cái độ êm cho người ngồi bên trong. Và cái hệ thống treo này là treo khí nén. Như các cái càng trong hệ thống giảm chấn á, cái hệ thống càng này là hệ thống càng bằng nhôm. Vâng, để nó giảm cái trọng lượng không được treo nha các bạn. Trọng lượng được treo và trọng lượng không được treo trong thiết kế về xe hơi cực kỳ quan trọng. Có lẽ cái chủ đề đấy chúng ta sẽ bàn trong một cái chủ đề khác. Rồi, và đương nhiên rồi, Lexus thì cửa hít. Có lẽ như là Lexus, tại sao mà êm nhỉ? Ngay cả cửa hít này. Thì các bạn sẽ, đây, mình sẽ áp tai và nghe cho các bạn nhé. Thả này, đấy, dí này. Gần như rất nhỏ so với cái mẫu Range Rover mà Autobiography mình đã thử rồi thì vẫn còn tạch cái. Thậm chí mẹt vẫn còn nghe tạch cái, nhưng mà hít của Lexus thì siêu êm. Vâng,
Với LS500 thì tôi có thể soi gương ở bất kỳ đâu. Vâng thưa các bạn, đối với LS500 này thì các bạn hãy quan sát phần ô cửa kính rất thoáng và rộng. Đây phải đếm từ đây 1, 2, 3, 4 ô cửa kính. Đối với những cái mẫu xe thông dụng bình thường ấy thì đôi khi phần ô cửa kính nó chỉ kéo đến đây thôi. Nhưng mà đối với xe sang thì nó phải kéo đến đây. Bởi vì tôi là ông chủ, tôi ngồi đằng sau, tôi phải có một cái không gian thoáng nhất. Đấy, biệt thự mà, biệt thự là phải thoáng thôi. Và các bạn có thể thấy này, toàn bộ các cái mặt kính này Phẳng. Đấy là giá trị của những chiếc xe sang nha các bạn. Cái độ phẳng này nó vừa tạo ra cái sự sang trọng, nhưng để đảm bảo được cái triệt tiêu cái âm thanh, cách âm tốt thì nó phải sử dụng cái công nghệ rất là cao. Và đây nhá, lại nói về L Finesse hoặc là L Finesse. Và các bạn có thể thấy này, toàn bộ cái luồng khí, khí động học nó sẽ vuốt như thế này. Và các bạn hãy quan sát phần nắp cốp này. Nếu như quan sát kỹ thì chúng ta sẽ cảm nhận nó như một chiếc đuôi cá nó hơi vảnh lên. Và đó chính là tác dụng của khí động học. Nó sẽ ép cái thân xe xuống khi mà chúng ta chạy nhanh. Với Lexus thì tôi có thể làm một cái so sánh nhỏ như thế này. Đối với cái giá trị của Lexus mà chúng ta hay thường nói so sánh với Mercedes hay so sánh với BMW. Mà tại sao có những thứ công nghệ đầy rẫy trên Mercedes nhưng mà Lexus lại không có. Nhưng có những thứ cực kỳ tỉ mỉ mà chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ thì mới biết được. Ví dụ ngay cả cái tấm rèm này thôi, cái tấm rèm chắn nắn đằng sau nhá, trên các cái mẫu như S450 chẳng hạn thì nó cũng chỉ kéo ra đến đây. Nhưng thưa các bạn, người Nhật cực kỳ tỉ mỉ, tấm rèm nó sẽ kéo sát vào trong này và nó sẽ chắn tốt hơn. Hơn nữa, chiếc đèn phanh trên cao, đèn phanh trên cao thì của S450 hay những đôi khi kéo xuống đây nhưng nằm tuốt trên này. Chính vì vậy khi mà bạn ngồi ở trong xe ấy, những ông chủ ngồi ở trong xe, những người sử dụng LS ấy, thì sẽ có luôn nói rằng là sao ngồi trong xe nó thoáng thế. Và tiếp theo, chiếc nắp cốp. Đây mới là sự tỉ mỉ nha các bạn. Công nghệ thì không thiếu, nhưng mà tỉ mỉ chăm sóc khách hàng thì phải nói Lexus là bậc thầy. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp cốp này lên. Đây, nắp cốp đây. Đây các bạn thấy không? Cực kỳ mượt và êm nhá. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Các bạn hãy xem toàn bộ cái quá trình của nó rất mượt và êm. Không có xoạch, không có phanh gì cả. Quiet. Mình đã vào nhà máy của Lexus rồi. Kể cả trong nhà máy chế tạo toàn cơ khí lắp ráp xe. Quá êm luôn, êm tới bất ngờ. Và một trong những cái tinh thần của Lexus mà trong cái giải Gold vừa rồi mình có vừa tham dự ở Nha Trang, Lexus Cup, thì tổng giám đốc của Lexus có chia sẻ một cái câu mà mình thấy khá là hay, cũng xin chia sẻ lại với các bạn. Tức là khi mà bạn mua một chiếc xe Lexus thì không chỉ chiếc xe song hành với bạn đâu, mà cả team Lexus luôn luôn song hành cùng bạn. Và khi mà tham dự cái giải Gold như vậy thì mình mới biết rằng cái giá trị của Lexus nó nằm ở cái dịch vụ và tinh thần hiếu khách. Omotenashi, đấy là của người, tinh thần hiếu khách của người Nhật. Có một anh khách hàng, anh ấy cũng là khách hàng tiềm năng thôi, được mời tham dự thì khi mà trên đường đi về anh cũng có chia sẻ rằng nếu như mà Lexus mà chăm sóc mình như thế này thì khi mua xe sang thì thôi, auto Lexus. Đấy, có những người mà được chăm sóc như thế thì đúng là tuyệt vời thật. Còn về thiết kế đèn sau thì các bạn có thể thấy này, từng cái miếng ốp này hay là triết lý L Finesse này thể hiện trên tất cả các chi tiết. Với một mẫu xe sang tới hơn 7 tỷ như thế này, ngang với cả Maybach S450 thì đương nhiên tất cả cái chi tiết này nó phải auto đẹp, auto tinh tế rồi. Nếu không thì làm sao mà thuyết phục được khách hàng. Bộ đôi thì có thiết kế thể thao. Đó, cảm biến sau, camera ở đây. Tóm lại là chúng ta sẽ thấy Lexus là những điều rất đơn giản nhưng tỉ mỉ, bền bỉ. Và đương nhiên rồi, tại thị trường Việt Nam, giữ giá. Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì tôi đang ngồi trong khoang xe của LS500 rồi. Và các bạn có thể thấy, thực sự là khi ngồi vào đây thì mình không nghĩ rằng mình lại cầm lái một mẫu xe sang đâu. Mà không chỉ sang, còn là thể thao nữa. Đây các bạn có thể thấy cái vô lăng này, rất nhỏ gọn, lẫy chuyển số, đẹp. Vô lăng thì sấy, ghế bên này thì đang là thông hơi. Vâng, mát là mát, còn ghế này lại sấy. Mỗi vị trí trên LS500 bạn đều có thể cá nhân hóa. Vâng, đó là giá trị của những chiếc xe sang và tính tỉ mỉ của người Nhật. Và các bạn
hãy quan sát phần thiết kế của phần tablo này, trông rất điệu đà đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy được các cái họa tiết nó rất kỳ lạ. Nếu như một lần đầu chúng ta nhìn vào, nó cũng không phải tràn ngập những cái màn hình quá to như những cái mẫu xe bây giờ khi mà đi theo cái công nghệ touchpad khá nhiều, công nghệ sờ và chạm, thì LS500 lại đi theo giá trị truyền thống, giá trị của những nghệ nhân, những tay nghề người Nhật. Và bây giờ chúng ta hãy điểm qua nhé. Vâng, một cái chi tiết trên cái phần này đấy ạ. Đây là hình chiếc chổi Chensai. Đấy, thiết kế là hình chiếc chổi Chensai trong cái văn hóa trà của người Nhật. Và còn phần đây ạ. Đấy, nếu như các bạn quan sát tổng thể thì các bạn sẽ thấy từng cái đường này. Cái này là bằng nhựa mạ bạc gì đó ở ngoài, sẽ rất là bền, nhưng nó lấy cảm hứng từ chiếc đàn Kodo của người Nhật. Rồi cây đàn thì đánh nó phải ra tiếng cảm hứng như vậy thì mới là đỉnh cao. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh thành như những nốt phím đàn này. Tưng 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 tưng. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thủ công nghệ nhân của người Nhật nó phải như thế chứ. Chim cứ tía bay tới, đụng vào là hát luôn. Và ngay cả những cái gỗ ốp trên thành cửa này chẳng hạn. Đấy, gỗ Shimoku. Có rất nhiều công nghệ chế tác tùy theo từng cái phiên bản xe nha các bạn. Và các bạn có thể quan sát ngay phần phía dưới đây là đèn H ạ. Đèn H này là một trong những cái loại ánh sáng người Nhật cũng rất là ưa chuộng, khi mà nó rất là dịu và ngay cả chúng ta nhìn trực tiếp vào thôi cũng không hề bị chói. Đấy, nó như khi chúng ta ở một cái villa, ở một ngôi nhà được trang bị tiện nghi. Chưa hết đâu ạ. Các bạn có thể thấy Hùng đang ngồi theo tư thế gì không ạ? Các bạn phải ngồi vào thì mới cảm nhận được. Đây. Vâng, hai tay gác hai bên, đó chính là chiếc sofa. Tất cả những cái hơi thở của những ngôi nhà tiện nghi bậc nhất, những cái giá trị văn hóa truyền thống của người Nhật đã được đưa lên chiếc LS500 này. Và đó chính là giá trị của LS500 nha các bạn. Và tôi tin chắc rằng với một anh thuyết phục những người bán hàng, mà khi mà nói chia sẻ với khách hàng những cái giá trị như thế này thì chắc chắn cũng sẽ rất là thuyết phục đấy ạ. Và chưa hết đâu các bạn. Da trên phiên bản này các bạn có thể thấy đây. Da này là da anilin. Nhưng trên phiên bản LS500H hoặc phiên bản executive gì đó thì sẽ dùng L anilin và L anilin, đọc tiếng Việt cái gì cũng L. Thì sẽ sờ nó còn mềm hơn nữa, nó giữ lại 1% trên bề mặt là da tự nhiên, để khi chúng ta ngồi vào, chúng ta chạm vào sẽ cảm nhận như khi đặt lên một bàn tay của hay là phần nào đó của một em bé. Mà da em bé thì rất là thích, nó vui vậy thôi, nó là cái sự tỉ mỉ. Và những cái bộ da như thế này được chọn lọc rất là kỹ, nó có thể hàng trăm bộ da thì mới chọn ra được bộ da, một bộ da như vậy. Đó, giá trị xe sang là vậy. Tỉ mỉ, thủ công, cầu kỳ. Và đương nhiên rồi, bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền. Vâng, hệ thống điều hòa trên LS500 đây, mình có thể bật lên cho các bạn xem. Đó, vâng, tối ưu tới từng vị trí nhưng chưa đủ. Nó bây giờ chúng ta sẽ không nói về cái vấn đề 4, 3 hay 4, thậm chí 5 vùng độc lập nữa, mà hệ thống điều hòa trên LS500 này sử dụng cái cảm biến hồng ngoại và nó sẽ tự động điều chỉnh sang theo cái thân nhiệt của bạn. Ví dụ Hùng đang thân nhiệt bây giờ đang hơi căng thẳng, nóng quá thì nó lại điều chỉnh cho mình mát. Nhưng mà bạn ngồi bên cạnh đang relax, đang vui thì lại điều chỉnh ấm lên một chút nếu mà cảm thấy bạn ấy hơi lạnh, hơi co ro như thế này chẳng hạn. Đó. Thậm chí con mình ngồi sau lại có một cái thân nhiệt khác thì hệ thống điều hòa này nó sẽ cũng tự động điều chỉnh các cái vùng. Như vậy thì có lẽ là mình không nghĩ rằng nó là theo từng vùng, 3-4 vùng nữa, mà nó rất nhiều vùng. Nó dạng như là một cái phần của trí tuệ nhân tạo ấy. Và cái hệ thống loa McLeverson này thì trên Lexus thì cũng đã rất nổi tiếng rồi. LS500 này thì có 23 loa, nghe cực kỳ phê. Nhưng mà McLeverson có lẽ là theo Hùng được biết thì đây là một cái thương hiệu, một cái nhãn hiệu cao cấp của Harman Kardon. Và có lẽ cho đến bây giờ mà theo Lexus chia sẻ, mà mình không biết là chém tới đâu, nhưng mà họ nói rằng là chỉ có LS500, những cái dòng xe Lexus nói chung á, thì mới đủ tiêu chí để lắp cái McLeverson này, tức là thuyết phục được Harman Kardon đưa cái
Mark Leverson này lên, bởi vì là do cái cách thiết kế của khoang xe nó đảm bảo cái độ yên tĩnh, rồi do bố trí vân 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 vân, không biết có chém không, nhưng mà hiện tại thì đúng là nghe nó cũng sướng thật. Đấy. Và chưa hết nhá, ghế lái mà Hùng đang ngồi này này, thậm chí bốn ghế này đều là có massage này. Đấy, đấm bóp luôn, đấm bóp nhá. Đây đấm bóp chỉnh ở đây thôi. Đấy, với menu này. Và công nghệ massage trên ghế của LE500 thì là dùng bi, vừa massage. Ví dụ tôi đau vai, đau quá, lại được đấm bóp ở đây, lại sưởi ấm ở đây, đau quá. Không, đau ở đấy thì không. nhưng mà với LS500 thì các bạn cũng có thể thấy là phục vụ, cái tinh thần phục vụ ông chủ nhá, rất là hay. Mà mình nghĩ có thể đấy chỉ có người Nhật mới nghĩ ra hay sao ấy. Ví dụ mình đang ngồi ở đây này, mình muốn điều chỉnh cái ghế bên này nhá. Vâng. Tiến lên, tiến lên. Để cho người ngồi sau thì mình chỉ nhấn vào đây. Đấy. Còn nhấn thôi. Và bắt đầu điều chỉnh. Đấy, mình điều chỉnh ghế của mình, nhưng mà ông này phải lên. Lên, lên, lên. Lên cho sếp tôi ngồi bên kia. Đấy. Gập 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 vào gọn vào. Điều chỉnh bằng giọng nói nữa thì hay. Chưa hết đâu. Ở cái rèm che nắng đằng sau cũng vậy, mình sẽ không phải loay hoay ra đằng sau nữa. Mà nếu như chúng ta điều khiển một cái như thế này. Đấy. Đấy, ngồi đằng trước này điều chỉnh cho đằng sau. Thích chưa? Nói chung là ông chủ của xe này thì lúc nào cũng thích được phục vụ mọi nơi. Thì tôi là Lexus LS500, tôi phục vụ anh hết nấc luôn. Yêu thương đong đầy. Phải nói là tuyệt vời. Còn bây giờ thì nếu như chúng ta đi tìm hiểu về những cái trang bị, về công nghệ lái hay vân vân nữa, thì đây, chúng ta sẽ qua một cái màn hình như thế này. Thực ra cái công nghệ tôi gọi là joystick hay là cái touch trên cái bảng này, thực sự mình chưa thích lắm đâu. Thực sự là vậy. Cái màn hình thì hôm nay thì chia sẻ với các bạn là không được bóc giấy bóng. Anh em chủ xe nào cho bóc giấy bóng là bóc thoải mái, nhưng mà này chủ xe chưa xin phép, không dám. Cái nào dám thì thoải mái luôn. Rất là đẹp. Rồi, cái màn hình này thì rất là to. Bây giờ các bạn sẽ có thể sử dụng chức năng map này. Map đã được cài đặt ở Việt Nam nhá. Đấy, khỏi cần ghế massage này, X1 Club Massage đây, automatic đưa về luôn đấy. Có thể cần số này thì cũng rất là điệu đà. Không hiểu cần số này dùng như thế nào. Nó dạng cần số điện tử thôi. Đấy, P thì nhấn vào đây, RND và đi dừng hay vân vân, manual thì đấy, có ký tự bên này hết, không quá khó để dùng. Menu xem có gì, giao diện không quá công nghệ như là Maybach hay là Mac hay là BMW đâu, hay như Audi đâu. Cũng rất là đơn giản. Màn hình thì cũng rất là tốt đấy, nhưng mà có lẽ là đang vướng cái giấy bóng này, chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Bây giờ tôi sẽ thử chuyển một cái chế độ này, ứng dụng này, app này, thông tin vân vân này, điều hòa đấy, điều hòa này, điều hòa chỉnh trên tất cả các ghế này. Và nó cũng không quá khác gì mẫu RX 450H mà mình trải nghiệm, rèm che nắng này, điều chỉnh ghế người lái này, massage đấy, vân vân, massage này, ghế hành khách này, điều hòa này, vân vân. Thì chúng ta bấm vào đây rất là dễ thôi. Và nâng hạ gầm thì chúng ta có thể sử dụng cái nút này. LS500 rất là hay nhá, chào đón bạn khi mà vào xe, nếu như nó đang đỗ thấp quá thì nó sẽ nâng lên, còn nó đang đỗ cao á thì nó lại hạ thấp gầm xuống một chút để bạn bước vào ghế tự động lùi ra phía sau như thế này, tự động mời bạn vào, mời anh chơi. Và lẫy chuyển số sau vô lăng thì mình đã chia sẻ rồi, rất là đẹp. Xe sang mà có, xe mà cho ông chủ mà có này, thì khi mà ông chủ mà muốn xả stress mà lên đường cao tốc dùng chế độ này cũng tuyệt vời đấy. Động cơ cũng không thiếu công suất đâu. Và bạn cũng có thể sử dụng camera 360 đây. Wow. Đấy, một chiếc xe mô phỏng 3D quay một vòng đó, và có thể xem các cái góc nhìn đấy, thoải mái. Đúng là công nghệ của khác. Tóm lại, xe to thì nên có những cái chức năng như thế này. Và chế độ chuyển cái hộp số 10 cấp, chế độ vận hành của xe thì sẽ nằm trên đây ạ. Thực ra tôi thì tôi thấy hai cái gọi là hai cái sừng này nó bố trí trên này thấy chưa hợp lý lắm. Tất nhiên là tất cả các cái chi tiết, những cái cụm như này đều theo L-Finesse rồi, L-Finesse rồi đấy. Nhưng mà nằm trên đây mình thấy hơi hơi như thế nào ấy. Chế độ này, đây để mình tắt cái 360 đây, các bạn có thể thấy đây, chế độ Comfort này,
S cộng này, hoặc thậm chí là chúng ta chạy đường tuyết này, thậm chí tắt chế độ ESP thì cũng nằm ở đây. Và LS500 thì có trang bị để xem nào, kiểm soát khoảng cách này, phanh kiểm soát khoảng cách ở đây, hỗ trợ rồi, hỗ trợ cảnh báo trạch làn cũng như là đỡ lái cho chúng ta. Nó chưa được là semi autopilot đâu, nhưng mà nó cũng đỡ được. Đấy, thì nó nằm ở đây. Và đây là hệ thống cruise control và các cái mode điều khiển hệ thống audio thì chúng ta có thể sử dụng đây. Còn khi mà truy cập vào các cài đặt các cái hệ thống phanh kiểm soát khoảng cách thì chúng ta có thể truy cập cái menu bên trái như thế này. Đấy, toàn bộ trên màn hình. Màn hình thì lúc nào cũng đỏ rực, tinh thần thể thao rất cao, tinh thần thượng võ rất cao trên cái LS500 này. Và vâng, màn hình phía trước đây tôi sẽ bấm lên nó, màn hình phía trước này, hướng đi này, màn hình head up display này, hiển thị trên kính lái này, km này. Đấy, vân vân thì nó nằm ở đây, chúng ta có thể bật tắt ở đây được. Những cái tính năng như thế thì cũng không phải quá nhiều nếu như mà so các cái công nghệ biểu diễn công nghệ như thế này, so với BMW hay là Mercedes Auto Hold, rồi tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ, tất cả đều bằng phím bấm, chúng ta có thể rất dễ dàng sử dụng ngay trên các cái bảng điều khiển như thế này. Và thực sự là với một mẫu xe sang như LS500 thì cái công nghệ, những cái giá trị truyền thống của người Nhật người ta đưa lên đây rất nhiều. Nhưng mà hơi đáng tiếc một chút là những chiếc gương như thế này lại vẫn phải bo viền, trông nó chưa được sang lắm. Mình nghĩ là gương không viền nó phải tinh hơn cơ. Như chiếc Volvo Excellence chẳng hạn, Volvo Excellence mà tôi đã từng XC90 Excellence đó. Đó, rồi cái cửa sổ trời này thì nó hơi là bé, nhưng mà phần nỉ hay phần da trên này thì cũng rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ ngồi ra hàng ghế sau nhé, để xem mấy phút làm ông chủ xem nó như thế nào. Rồi, ông chủ LS500 là đây, Hùng xe cỏ. Cái này thì cỏ này, cỏ triệu, cỏ trăm nghìn đô, mấy trăm ngàn đô đấy. Đây, đóng cửa hít đóng nhẹ này. Ui, quá êm. Êm thật. Và như Hùng đã chia sẻ thì đây, để mình kéo cái bệ thì tay này xuống đấy. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Ôi, tất cả còn nguyên ni lông nay không được bóc. Khổ lắm. Chủ phải cho bóc thì bóc thoải mái, bóc tẹt ga. À, hai màn hình rất to. Và bây giờ tư thế của ông chủ ngồi như thế này thoải mái. Vâng, một chiếc sofa di động 7 tỷ 080 triệu. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ thử xem là cái ghế massage xem có đúng như quảng cáo nhá, từng phần đấm bóp từng phần ở đây. Tiên là sẽ vào relaxation. Wow, left right nhá, ghế trái ghế phải nhá. Full body này, up body, lower body này, shoulder lumbar. Bây giờ mình sẽ chơi cái full, gói full này đi. Level 5, cao nhất luôn. Thực sự nó phải ngồi vào các bạn ạ. Nhẹ nhàng, mượt mà, êm ái. Thực sự nếu mà mình đang rất là mệt sau một ngày làm việc á, thì mà ngồi lên xe có tài xế lại ngồi chỉ cần như thế này thôi, đấm bóp, thay vì phải mua cái ghế massage to đùng ở nhà thì thôi, nhiều khi có khi xuống gara nổ máy lên đấm bóp, lấy sợt đấm bóp phê thật. Ui này, mông này, mông này. Đấy. Phê lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ sẽ thử nhá, upper body xem phần trên thôi, nay mỏi lưng thôi. Ngồi ghế văn phòng mỏi lưng quá. Ui giời. 10 điểm. Bạn có thể có được một cái vị trí ngồi tuyệt vời đúng không ạ? Hơi đáng tiếc là không bóc được ni lông cho các bạn xem từng cái chi tiết, và ngay cả cái tấm ốp loa đây này, cái màng loa nhá. À, cái phần ốp ở ngoài đây này, nó cũng rất là đặc biệt. Đấy, nó giống như một chi tiết nghệ thuật hơn là một cái đây, nó khác với cái nhựa kiểu như này, nó rất khác ở ngoài bên thành cửa nhá. Tư thế ngồi này, từng chi tiết này tỉ mỉ, đẹp, chất liệu rất ngon. Không phải ngẫu nhiên mà dòng Lexus ở Việt Nam
giữ giá, bởi vì các cái chi tiết nhựa rồi mạ rồi gỗ rồi vân vân thì nó rất là bền theo thời gian. Khi mà đi mua xe cũ chúng ta sẽ nhìn vào các cái chi tiết được vuốt ve sử dụng nhiều như là vô lăng rồi vân vân, các cái thành cửa dùng nhiều ạ, hoặc là các cái mép ga mép ghế như thế này này, nó mà mòn biết thì nhìn nó chán, nhưng mà nhìn nó vẫn mới thì đương nhiên rồi, yêu thương luôn. Ngoài cái việc mà nhìn ở ngoài rồi xem cái động cơ nữa thì nhìn cái nội thất nó cũng đẹp, giống như bạn bán nhà tân trang cái nội thất đẹp có khi bán lời ra mấy trăm triệu đó. Rồi, và bên này thì chúng ta có một cái bệ tỳ tai xe này cho 4 chỗ thôi. Đây các bạn có thể thấy rất rõ này, 4 chỗ thôi. Ủ nó to như thế này các bạn. Xe dẫn động cầu sau nhá. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h nó khoảng 5 giây. Khủng khiếp đấy. Đấy, bật màn hình lên thì chúng ta có thể sử dụng các cái chế độ như massage, relax rồi vân vân đấy. Hệ chống đèn, hệ chống rèm rồi vân vân, tất cả điều khiển ở bên này. Không quá thì cả, nó phục vụ những cái nhu cầu thiết yếu cho ông chủ. Ông chủ ngồi bên này. Đấy. Rồi. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ xem bên này có cái gì không này. Bật cái nắp lên này. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Một chiếc ngăn để đồ nhỏ để vừa, một cái iPad, cổng HDMI, hai khe cắm USB, cắm tai nghe vân vân. Ở đây thì có thể để các cái ly cà phê, để ly rượu vang, để nước. Ly rượu vang nhưng lại chưa có cái hộc nhỉ, cái hộc tủ lạnh nhỉ? À tủ lạnh đây. Đây tủ lạnh đây, nói rượu vang tủ lạnh. Tủ lạnh này thì không để vừa chai rượu đâu. Để vừa lon Coca, lon bia dài dài như này thôi. Và các bạn có thể phần quan sát cái phần thiết kế ghế trên xe này. Nó giống như cái khoang hạng C của những chiếc Dreamliner gì đó. Chiếc Boeing cao cấp bây giờ này, đỡ đằng sau à. Ánh sáng đèn này. Lấp lánh như kim cương. Đẹp. Không quá nhiều công nghệ nhưng mà thực sự để mà hưởng thụ êm ái này, rồi là đẳng cấp này, thì LS500 này cũng chất lừ ra chứ cũng không phải đùa đâu. Vâng, còn về công nghệ an toàn thì với một mẫu xe mà có giá 7 tỷ như thế này thì những cái công nghệ an toàn cơ bản như là phanh ABS, hệ thống ổn định thân xe, ESC, VSC, rồi là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù, rồi hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống kiểm soát áp suất lốp thì đương nhiên rồi, chắc chắn là sẽ phải có trên LS500. Và mẫu xe này được trang bị tới 12 túi khí nhé. Để mình đọc nhanh cho các bạn có thể xem nó đặt ở những vị trí nào. Hai phía trước này, đầu gối cho người lái này, đầu gối cho hành khách ghế trước này, hai túi khí bên phía trước này, hai túi khí bên phía sau này, túi khí rèm, túi khí đệm phía sau. Đấy, hơn 7 tỷ nhá, nên túi khí miên man. Quả thật là tiền nào là của đấy thì không có sai tí nào luôn. Spare please. Rồi. Chỉnh ghế. Rồi. Vô lăng. Rồi. Vào số. Chọn sport. Và vâng. Mẫu xe này rất tiếc chưa được chạy ra ngoài đường. Rất mong là anh em hãy subscribe thật nhiều này, comment thật nhiều giúp mình này. Yêu ghét gì cũng cứ phím oánh choanh choách giúp mình à, để có nhiều động lực để ra tiếp nhiều cái chương trình video mới cho anh em xem, cùng với cái việc mà chúng ta có thể trao đổi thông tin để gần gũi nhau hơn. Đó, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.